lead a meeting còn có nghĩa là chủ trì một cuộc họp. Rồi lead to nó còn có nghĩa là dẫn tới. Được chưa? Dẫn tới lead to marked improvements là dẫn tới những cái tiến bộ đáng kể. Lead the training section là chủ trì cái khóa đào tạo. Được rồi ạ. Tiếp này. Tao nghĩ là tao không chủ trì được cái, tao không dẫn đầu được cái khóa đào tạo đâu, bởi vì là tao làm gì có kinh nghiệm đâu. Tốt nhất là mày tìm ai đây có kinh nghiệm ấy. Bình nào. Rồi. Tao nghĩ là tao không chủ trì được cái buổi đào tạo đấy đâu. Thì chúng ta không nói là tao nghĩ là tao không, mà chúng ta sẽ nói là tao không nghĩ là tao có thể. I don't think I can lead the training section. Rồi tốt nhất là mày tìm người khác đi. You better. Ai đó khác. Else. You better find someone else. I don't think I can lead the training section. You better find someone else. Yeah. I don't think I can lead the training section. You better find someone else. Rồi ok. Tiếp này. Tôi hy vọng là cái vị lãnh đạo mới, vị giám đốc mới, tôi hy vọng là cái vị giám đốc mới sẽ dẫn công ty chúng ta tới thành công. Tôi hy vọng là vị lãnh đạo mới sẽ dẫn dắt công ty chúng ta tới thành công. Nga nào. Nga ơi. Loa. Rồi ok. Bỏ qua Nga đi. Thoát ra vào lại đi Nga. Cái gì nhỉ? Doanh nào? Tôi hy vọng giám đốc sẽ dẫn cái gì? Tôi hy vọng là giám đốc mới sẽ dẫn dắt công ty chúng ta tới thành công. I hope I hope the new giám đốc ăn dùng từ gì? Giám đốc thì mình dùng từ người lãnh đạo. Không, em dùng từ leader thì được nhé. Còn lead đấy nó không phải là người lãnh đạo. The new manager, the new director, the new president. The new manager. Well, đang học từ gì đây? Training session. Đang học từ gì? Lead. Will lead the company đây này. Ngủ thế. Will lead our company to higher level. To higher level là đến một cấp cao hơn, còn to success. To success mới là tới thành công nhá. Yeah, to success mới là tới thành công. Rồi ok. Chúng ta bỏ qua đi. Lead a tour group là dẫn đầu một tour group. Lead a seminar cũng như vậy thôi. Rồi từ merger. Merger. Mer. Động từ của nó là merge. Là gộp. Merger là sáp nhập. Đây này. Ví dụ nhé. Khi mà mọi người dùng cái tác vụ table ở đây, đúng không ạ? Xong rồi mọi người
muốn gộp hai cái này đúng không? Thì mọi người sẽ ấn chuột phải này, mọi người vào merge cells như này đúng không ạ? Nó chính là gộp hàng, được chưa? Rồi, từ merge là sáp nhập. Tôi nghe nói là cái công ty ABC sẽ sáp nhập với công ty DEF. Thế nhưng và quyết định chính thức, tôi nghe nói là công ty ABC sẽ sáp nhập với công ty DEF. Quyết định chính thức sẽ được ban hành vào tháng tới, vào đầu tháng tới. Rồi. Tôi nghe nói là công ty ABC sẽ sáp nhập với công ty DEF, quyết định chính thức sẽ được ban hành vào đầu tháng tới. Khánh à. I've heard that. ABC company. And DEF company. Will, không phải merger, nó chỉ động từ này này. Nếu bạn muốn dùng động từ thì là merge. Merge. Đúng rồi, will merge. Hoặc là ABC company will merge with. Đúng không? Rồi. Quyết định là gì? Decision will be ban hành release đầu tháng tới. Early tháng tới, next month. The decision will be public cũng được, hoặc released. Hoặc là made, thực hiện cũng được. Quyết định sẽ được đưa ra. Tôi dùng từ nào cũng được. Made early next month. Rồi ok. Tiếp từ merger. Merger. Merger là việc sáp nhập, được chưa? Hy vọng là với sự sáp nhập này thì công ty chúng tôi sẽ ngày càng phát triển. Hy vọng là với sự sáp nhập này thì công ty chúng tôi sẽ ngày càng phát triển. Hà nào? I hope murder this murder. Hopefully, yeah. Hopefully, with this merger, our company will prosper. Đó là thịnh vượng nhé. Hoặc là will develop, nếu mọi người không nói được từ đó. Even more là càng hơn nữa. Hopefully with this merger, our company will prosper even more. Rồi, tiếp này. Tất cả sau khi sáp nhập nhé. Sau khi sáp nhập thì tất cả các giám đốc khu vực đều sẽ được chuyển vào trong Sài Gòn. Sau khi sáp nhập thì tất cả các giám đốc khu vực thì sẽ được chuyển trong Sài Gòn. Phương Lan à? After merger, after merger, all manager khu vực là gì? Regional manager will be chuyển will be moved to Hồ Chí Minh City. After the merger, all regional managers will be moved to Ho Chi Minh City. Okay. Đã. Rồi, tiếp ạ. Bỏ qua đi, chúng ta học tiếp từ merger. Merger là sáp nhập.
Em tưởng nhé, là tháng 9 cái việc sáp nhập đấy nó mới diễn ra cơ mà. Em tưởng là việc tháng 9 thì việc sáp nhập đấy nó mới diễn ra cơ mà. Sao chẳng có thông báo chính thức gì cả thế? Trên website cũng không thấy. Em tưởng là việc sáp nhập đấy tháng 9 mới được diễn ra cơ mà. Sao chẳng có thông báo chính thức gì cả. Ở trên website cũng không có. Rồi. Khánh nào. Sao mà thở dài? Ít nhất là em tưởng là I thought. Thế là xong rồi. Merger. Jer, but nó bị hơi bị nhẹ rồi. Mạnh lên em. Thúc nó mạnh lên. Sẽ không xảy ra cho đến tháng 9. Won't happen until September. À, cái âm tem nó bật hơi ra một chút. Ok. Chưa có trong thông báo chính thức. Chưa có thì là there hasn't been any, hoặc là there isn't any nhé. There hasn't been any chính thức official thông báo. Không, thông báo công bố này thì là announcement on the website. There isn't any official announcement on the website. Còn nói đúng thì there hasn't been any. Tức là trước đó không có và bây giờ vẫn chưa có. Thì đấy là hiện tại hoàn thành. Còn không thì dùng từ hiện tại đơn cũng được. Được chưa? Rồi tiếp, chúng ta học tiếp từ negotiation. Mọi người đọc nào, negotiation. Negotiation. Được chưa? Đấy là danh từ, động từ của nó là negotiate. Chúng ta học động từ trước này, negotiate. Negotiate. Là gì ạ? Đàm phán, thương lượng, thương thảo. Được chưa? Rồi. Tiếp này. Tôi rất là hy vọng chúng ta sẽ có thể ngồi lại với nhau và thương lượng về cái vấn đề này. Để làm sao mà tìm ra một cái giải pháp mà đôi bên cùng có lợi. Chưa? Bình nào. I hope we can sit back, ngồi lại với nhau ấy. Sit back là ngồi lại với nhau. I hope we can sit back and negotiate this. Vấn đề là gì? This matter, problem. Được, được. This matter. Rồi gì nữa? Để find out a, có lợi cho hai bên, chúng ta dùng từ win-win solution. Một giải pháp mà hai bên cũng có lợi, nó là win-win solution. We find to find out a win-win solution. Chưa?
Rồi. Rồi, tiếp này. Có rất là nhiều điểm ở trong cái hợp đồng này nó chưa thỏa đáng. Có rất là nhiều điểm ở trong cái hợp đồng này mà nó chưa thỏa đáng. Chúng ta phải ngồi lại cùng với nhau để mà thảo luận lại, thương lượng lại cái điều khoản của hợp đồng. Hoặc là thương lượng lại từng điều khoản của hợp đồng. Nào, Đức nào. There are a lot of points cũng được nha, there are a lot of points cũng được. A points in this contract. Contract. Rồi. That are cái mà chưa thỏa đáng ấy. Em biết được satisfy không? Biết được satisfy không? Unsatisfactory. Được chưa? Không làm cho hài lòng, không làm vừa lòng. There are a lot of points. Hoặc là chúng ta dùng a lot of things. Có rất là nhiều thứ. Nói bình thường nhé. There are a lot of things in this contract that are unsatisfactory. Hoặc là chúng ta dùng that are not good, that are not okay. Yeah, that are not okay. Chúng ta phải ngồi lại và đàm phán từng điều khoản của hợp đồng. Back and negotiate động từ the h từng đúng không? Thuật ngữ nó có dùng từ này, biết từ này không? Term of the contract. H term of the contract. Rồi. We have to sit back and negotiate each term of the contract. Được chưa? Ngồi lại và thỏa thuận lại cái từng điều khoản của cái hợp đồng. Rồi. Tiếp này. Bên công ty đối tác họ từ chối thương lượng cái hợp đồng. Họ nói là hoặc là chúng ta ký hoặc là họ sẽ không tiếp tục hợp tác với chúng ta nữa. Bên công ty đối tác họ từ chối thương lượng cái hợp đồng. Họ nói là hoặc là bên công ty mình ký hoặc là họ sẽ không hợp tác hoặc là không làm việc với chúng ta nữa. Thắng nào? Không phải dơ được, phải là our partner. Được, hoặc là bình thường ấy, dây họ luôn, bởi vì chắc chắn là tự dưng nói cái câu đấy thì phải bên kia nó phải hỏi là thế ông nọ bên công ty đối tác họ nói thế nào, đúng không? Thì nó sẽ lặp lại là dây họ our partner từ chối là gì? Refuse, cái này học rồi. To negotiate the contract. Rồi. Họ nói là they say refuse cũng được, bỏ ED đi. They say we chấp nhận cái hợp đồng, accept the contract, or they won't, họ sẽ không hợp tác làm việc.
worked with us any more nữa mà. Rồi giờ they say we accept the contract or they won. Hoặc là chúng ta dùng từ sign cũng được nhé. Hôm trước là học từ sign là ký đúng không? They say we sign the contract or they won't work with us anymore. Hoặc là ký hoặc là họ sẽ không hợp tác nữa. Được chưa? Rồi ok. Chúng ta chuyển qua từ negotiation này. Đây là negotiation. Mọi người đọc nào. Negotiation. Rồi. Là việc gì? Ai đây? Tôi biết một bài các bạn đi nghỉ. Mấy bạn nghỉ? Hai bạn. Thằng nào? Rồi, negotiation. Negotiation là gì ạ? Là sự thương thảo, sự. Rồi. Vẫn còn thương thảo được. Vẫn còn thương thảo được. Anh Bình nào. Câu khó như này, anh Bình. Vẫn có chỗ để thương thảo. Vẫn có chỗ để thương thảo. There's still chỗ phòng. There's still room for negotiation. Rồi. There's still room for negotiation. Chưa? Rồi. Tiếp này, các cái điều khoản hợp đồng thì vẫn đang được thương thảo. Các cái điều khoản hợp đồng thì vẫn đang được thương thảo. Chắc là muộn nhất thì thứ 6 tuần tới thì họ sẽ chốt. Chắc là muộn nhất thì thứ 6 tuần tới họ sẽ chốt. Nguyễn Quốc Huy nào. All the terms of contract are being negotiated, and cứ nói đi. No later than Friday to finish. And go. Cái phần đầu nói như em không sai nhé. Nhưng nó hay nói là under negotiation, được chưa? Họ sẽ chốt vào thứ 6 đúng không? Muộn nhất thì thứ 6 đúng không? Em vừa nói cái câu là gì? No later than Friday to finish. No later than Friday. Cái đấy phải đẩy về cuối câu chứ. It will be finished no later than Friday. Nhưng ở trong cái ngữ cảnh này nó không hay dùng it mà nó dùng everything. Will be done. Finished hoặc là done. Everything will be done no later than Friday. Hoặc là no later than, hoặc là nó nói nhanh gọn hơn, nó dùng từ by. By next Friday. Đúng không? Vào thứ 6 tuần tới. Everything will be done by next Friday. Nói như thế là nó tự nhiên nhất rồi. Hoặc là things, mọi thứ ấy, things will be done by next Friday. Còn đương nhiên là nói như em thì người ta nghe người ta vẫn hiểu, nhưng chẳng qua là nó nghe nó hơi lạ tai ấy, được chưa? Rồi. Tôi nghĩ là chúng ta không. Rồi, tôi nghĩ là chúng ta không cần phải thương thảo thêm nữa đâu.
tôi nghĩ là chúng ta không cần phải thương thảo thêm nữa đâu. Nếu như mà công ty bên bạn đã có cái ý như vậy rồi thì chúng tôi cũng chả có gì để nói cả. Rồi. Tôi nghĩ là không phải thương thảo thêm nữa đâu. Nếu mà công ty bên bạn đã có ý như vậy rồi thì chúng ta chả có gì để nói cả. Nào. Doanh nào? I can return this to the graduation. There's no need. There's no need. Okay. For a negotiation. Negotiation. If your company. Thực ra là there is no need for another thì đúng hơn nhé. Một cái thương thảo nữa, được chưa? Rồi. Nếu mà công ty bạn muốn nó muốn như thế rồi, ý công ty bạn đã như thế rồi thì chúng tôi chả có gì để nói. If your company have if your company khăng 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 đòi insist then there's nothing that we could say. Hoặc là there is nothing to say. There is nothing for us to say cũng được. Then we don't want us to say anything anymore. Nên là chúng tôi không muốn nói cái gì thêm nữa cả, được chưa? Rồi. Được chưa? Chúng ta bỏ qua từ negotiation nha. Chúng ta đi tiếp nào. Discuss. Mọi người đọc là discuss. Mọi người nhớ nha. Discuss cái gì đó chứ không phải là discuss about cái gì đó nhé. Talk thì nó đi với about. Talk about something. Nhưng không bao giờ được phép nói là discuss about something nhé. Mà nó chỉ có discuss something thôi. Chắc chắn không bao giờ có cái này. Được chưa? Discuss something. Rồi, discuss something. Đầu tiên là discuss details later là gì? We will discuss the details later là chúng ta sẽ thảo luận các cái chi tiết, các thông tin chi tiết sau, được chưa? Rồi. Tiếp này, tôi nghĩ là trong cái buổi họp ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có thể đưa ra cái bản thảo của hợp đồng thôi. Còn có rất là nhiều cái thông tin mà chúng ta cần phải thảo luận trước khi mà chính thức ký hợp đồng. Được chưa? Rồi, Hà nào. Anh ơi, em nhớ là được. I think the meeting today. Rồi, ok. Tôi nghĩ là trong cái buổi họp hôm nay ấy, thì chúng ta chỉ nói về cái bản thảo của hợp đồng thôi. Được chưa? We are talking. I think in this meeting, we only, chúng ta chỉ nói về talk about the bản thảo là gì? Draft. Contract draft. Contract. Nếu mà các bạn học ở Memrise của cái 1632 các bạn sẽ gặp từ này rồi. Học đến chưa? Hả? Talk about the contract draft. Rồi tiếp nào. Có rất là nhiều cái thông tin hoặc có rất là nhiều chi tiết mà chúng ta cần thảo luận trước khi mà chúng ta ký hợp đồng. Information. Không phải là information. Many không bao giờ đi với information. Information không đếm được. There are many details that we need to discuss. Discuss. Discuss trong âm 2.
Discuss. Before. Before. Ký. Sign. Signing the contract. Thực ra dùng từ contract ở trong ngữ cảnh này nó không đúng lắm đâu, nó phải là agreement thôi. Nhưng mà thôi các bạn có dùng tạm từ contract người ta nghe người ta vẫn hiểu được chưa? Còn nếu mà đi phiên dịch là nó sẽ bị vặn đấy. Rồi ok. Đội này nó không kiểu ham học với các thứ nhỉ? Mưa nắng mưa phát nghỉ ngay. Mình ngày xưa đi học tiếng Trung ham thế, ngày nào cũng đi, nắng mưa cũng đi. Chắc là kiểu như là tại lớp đấy có nhiều gái xinh. Đi đến thì chả thấy cái gì cả, chỉ thấy ngồi mất trật tự, trao hành gì. Dạ. Dụng hết rồi anh. Do you have a minute to discuss the new contract you offered me? Là bạn có một phút để mà thảo luận cái hợp đồng mới mà bạn offer cho tôi không? Được chưa? Rồi ok, tiếp này, discuss sensitive issues là thảo luận các cái vấn đề nhạy cảm. Sensitive có nghĩa là nhạy cảm. Rồi, let's discuss the building designs this morning. Là hãy cùng thảo luận cái thiết kế của tòa nhà vào sáng nay đi. Rồi ok. Tiếp này, thế hôm trước mày đi sang bên Nhật, bên đối tác ấy, thì họp với họ thì thảo luận được những cái vấn đề gì rồi? Kể lại cho anh nghe xem nào. Phương Lan là hôm trước mày đi sang bên đối tác thì thảo luận được những vấn đề gì rồi? Kể lại cho anh nghe nào. The before day. Cái đéo gì đây? Hôm trước là before day. Hôm nọ là gì? Gì? The other day. Nhưng mà nó sẽ không nó sẽ không đẩy như thế như mà là the other day là trạng từ chỉ thời gian nó sẽ đẩy về cuối. Rồi mày đã thảo luận cái gì tại buổi họp với đối tác hôm nọ? What did you discuss? Đừng có đọc là discuss nha, sai đấy, discuss. Cả lớp đọc lại nào, discuss. What did you discuss at the meeting with our partner the other day? Được chưa? Rồi, nói cho anh nghe xem nào. Nói là gì cả? Theo. Theo gì? Tell me. Đấy thôi. Tell me. Thế đó. Cần dài dòng gì nữa rồi. Rồi ok, tiếp này. Cái vấn đề này nó khá là nghiêm trọng mà mày lại cử một thằng nhân viên ra để thảo luận với tao hả? Về gọi sếp của mày qua đây. Vấn đề này khá là nghiêm trọng được chưa? Mà sếp mày nhá, mà sếp mày lại cử một thằng nhân viên sang nói chuyện với tao hả? Về gọi sếp mày qua đây nói chuyện. Rồi. Nga nào. Hưng chưa được dịch phát nào à? Thế thì tí nữa anh cho em hai phát liên tục luôn. Em được. Em mới vào anh chưa tính. Nga nào. Mấy hỏng mẹ rồi. Thôi ngồi nghe đi. Hưng nào. This issue thì nó sẽ hay hơn nhá. Issue là không biết là nếu mà dùng trong cái cảnh đấy nó sẽ dùng issue nhá, chứ nó đéo dùng problem, chỉ là cái ngữ cảm ấy. Mọi người dùng nhiều mọi người sẽ biết this issue is rather. Thực ra mọi người dùng problem cũng được nhưng mà cũng nghe nó cũng hiểu nhưng mà không dùng được. It's rather nghiêm trọng, serious. Mà sếp mày lại gửi cử một thằng nhân viên sang đây thảo luận với tao à? And nhé. Your boss
cử ai đó đi đâu là gì? Send. Một thằng nhân viên. Nếu mà nói a staff thì nó bình thường quá. Send. Rồi. Send. Thôi được rồi, gửi cử mày đi. Send you. Rồi. And your boss send you over. Send someone over là cử ai đó đi qua đâu đó. To thảo luận, discuss it, phải có tân ngữ nhé, with me. Đấy chưa? Quay về mà lấy sếp mày qua đây. Go back and bảo sếp mày. Tell your, thâu cái gì mà thâu, to get his ass over here. Yeah, guess is get his ass over here. Lấy cái đít sang đây á. Yeah. Go back and tell your boss to get his ass over here. No. Yep. Send. Rồi. Thảo luận nè. Thảo luận với thương lượng nhé. Thì mọi người biết, nghe tiếng Việt là biết sự khác nhau rồi đúng không? Nên là mình sẽ không nói sâu nữa. Rồi, tôi nghĩ cái vấn đề này thì chúng ta có thể ngồi lại và thảo luận với nhau. Nếu như mà công ty bạn có cái gì mà khúc mắc thì cứ trao đổi thẳng thắn, thì có gì hai bên cùng tháo gỡ. Rồi. Dương nè. I think you. We. Yeah, she. And. Good. Discuss. This issue together. Well, if you together, your company, if your company have has something I mean that it complete unclean. Something, hoặc là nếu mà nói if there is anything that is unclear to you, if there is anything unclear, anything. Nói nó hay nói như này hơn nhé. Có gì không rõ ràng. If there is anything unclear, có gì khúc mắc thì nó là không rõ ràng đấy. Rồi, we can tháo gỡ. Mọi người có thể dùng từ xử lý, biết từ xử lý không? Process it. Handle it together. Handle it. We can handle it together. We can solve giải quyết vấn đề, solve it together. Solve it together. If there is anything unclear, we can handle it together or we can solve it together. Đôi khi các bạn sẽ phải dùng cả hai từ này trong ngữ cảnh mà nó không biết từ handle, bởi vì không phải lúc nào mình cũng nói chuyện với lại Mỹ với Anh, nói chuyện với anh Hàn, anh Nhật, anh Ấn chẳng hạn, mà tiếng Anh của họ nó trông không chắc lắm, thì mình phải dùng we can handle or we can solve this problem together. Nói thế người ta sẽ hiểu. Yeah. Mục đích cuối cùng của các bạn là học để giao tiếp được, chứ không phải để khè nó. Các bạn lại nói một đống từ nào đéo biết. Nhưng mà khi mà đội mà buôn bán nhá, đội dân kinh doanh buôn bán chắc chắn nó sẽ biết từ discuss. Còn không các bạn, nó không biết nó mà dùng từ talk và từ negotiation. Negotiation chắc chắn sẽ biết. Nó giống như kiểu đội kỹ thuật ấy, đội kỹ thuật tiếng Anh thì gọi là câu cú thứ thì nó hơi lủng củng, thế nhưng mà thuật ngữ thì nó nắm chắc lắm. Nên là sau này các bạn nói tiếng Anh kỹ thuật hoặc là tiếng Anh kinh doanh thì chỉ cần đầu tiên là phải đúng thuật ngữ đã. Ví dụ như muốn thảo luận là phải negotiation, muốn điều khoản hợp đồng phải là contract terms. Dạ. Rồi. Hoặc là terms and conditions.
điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Nó hay có cái cụm này, terms and conditions, mọi người ghi vào đi, điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Rồi. Rồi. Tiếp này. Anh ơi, bên kia họ nói là cái điều khoản và điều kiện của hợp đồng ấy thì nhìn chung khá là ổn rồi. Tuy nhiên là có cái điều kiện thanh toán ấy, điều khoản thanh toán ấy. Được chưa? Tuy nhiên là có cái điều khoản thanh toán thì hai bên cần thảo luận lại. Nhìn chung thì ok này, nhìn chung là ổn này, điều khoản và điều kiện hợp đồng thì nhìn chung là ổn. Nhưng có điều khoản thanh toán thì hai bên cần ngồi và thảo luận lại. Hưng đang tị là được dịch ít đúng không? Hưng nè. Sir. Hả? The client cũng được, hoặc là they, họ. Thực ra là nói anh ơi bên họ bảo thì chắc chắn là biết là họ nào rồi. Thì họ bảo là mày báo cáo tình hình, thế tình hình bên kia họ nói nào rồi đúng không? Thì họ nói là thì làm việc cùng nhau sẽ biết là bên nào. They say the terms and conditions of their contract are, nhìn chung, generally, biết từ này không? Generally good, are generally good. Tuy nhiên, however, họ vẫn muốn, tức là ví dụ như hai bên cùng ấy thì họ vẫn muốn thảo luận thêm đúng không? Họ vẫn muốn nói thêm, thảo luận thêm về cái điều khoản thanh toán. Discuss more about the term of payment. Term of payment là điều khoản thanh toán. Biết hết từ vựng rồi, chẳng có từ nào mới cả. Rồi ok. Tiếp nào, discuss workshop, discuss how, discuss permit requirements, thảo luận vân vân vân. Từ file là tập tin đúng không? Tập tin. I can't find the file on that client. Tức là tôi không thể tìm cái tài liệu, cái tệp tin nữa về cái khách sạn. Nó file folders là cái folder này này. Đây này là cái, ví dụ như cái folder này này, đây là gọi là folder. Được chưa? Hoặc là nếu như mà ở tủ hồ sơ ấy thì nó là tệp, từng cái tệp hồ sơ một. Check this file là gì? Kiểm tra cái file này đi. Open the file, mở cái file. Carry some files, mang theo bên người ấy, sách ấy. Organize some files là gì ạ? Sắp xếp lại một số cái tệp tài liệu. Look for some missing file là gì? Tìm một số cái tài liệu bị mất. Patient file là gì? Bệnh án. Rồi ok, từ try mọi người biết chưa? Cố thử đúng không? Try calling back later, thử gọi lại. Try to figure out, cố tìm hiểu. Figure this out là cố. Try the dessert là ăn thử. Rồi, tiếp này. The print là gì? Là in. Print a document. Rồi, ok. Dịch một câu thôi. Cái này thì biết từ vựng rồi nên là không cần phải học sâu quá đâu. Học cái này chưa biết đâu. Em in cái tài liệu này. Em in cái hợp đồng này ra. Xong rồi ngày mai đi họp đem theo cho khách họ ký. Ngày mai mang đến cuộc họp cho khách họ ký. Em in cái tài liệu này ra. Rồi em in cái hợp đồng này ra. Rồi mai mang đến cuộc họp cho khách họ ký. Rồi đến hết vòng rồi đúng không? Bình nào. Print
contract. Print out this contract or print this contract out in them. Print this contract out and mang theo. Carry là vác rồi. Bring. Mang nó đến buổi họp ngày mai. Bring it to okay, the meeting. Đọc lại meeting. Ding. Ding ấy, nó có m cuối ấy. Nó đọc là meeting. Meeting. Nếu em đọc là meeting ấy, thì nó thành đinh hát của tiếng Việt. Nó là meeting. Tomorrow. Rồi. Bring it to the meeting tomorrow. And và để cho khách hàng ký đâu? Để cho ai đó làm gì? Cho dùng cấu trúc let the client sign it. Hoặc là have somebody do something. Nhờ ai đó làm gì? Thuê đó làm gì? Cấu trúc have something done ấy. Là bằng cấu trúc have somebody do something. And have the client sign it. And let the client sign it. Chưa? Rồi bỏ qua the print nhé. Print another report. Print. Discussion này. Danh từ. Mọi người đọc vào discussion. 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 Rồi discussion thì ví dụ như là under discussion là gì? Đã vẫn đang được thảo luận, được chưa? Rồi discuss có nghĩa là thảo luận. Discussion là sự thảo luận. Tôi không nói gì nữa, không cần phải nói thêm nữa. Thôi, không cần phải nói thêm nữa. Rồi, thôi không cần phải nói thêm nữa. Thì nó sẽ là end of discussion. Kết thúc ấy. End of discussion là gì? Thôi không nói thêm nữa. End of discussion, được chưa? Hoặc là end of story đều được nhé. Khi người ta nói một trong hai câu này, mọi người hiểu là người ta không muốn bàn luận thêm gì nữa. Rồi, discussion. Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh. Anh ơi, em muốn có chuyện muốn nói với anh. Hoặc là anh em có một chuyện nho nhỏ muốn trao đổi với anh. Doanh nào? I have a question. With you. Sir, I would like to have a small hoặc là little. Nó hay nói to little hơn nhé. Discussion with you. Sir, hoặc là there is something that I would like to discuss. Được chưa? Hoặc là I'd like to have a little hoặc là a small discussion with you. Được chưa? Về cái gì đó nó sẽ là on nhé. Được chưa? Rồi tiếp này. Thôi, bây giờ cũng đến giờ trưa rồi. Thì mời các anh đi dùng bữa cơm với lại chúng tôi. Và chúng ta sẽ thảo luận thêm một chút về cái hợp đồng trong cái bữa trưa đấy. Rồi có gì thì đầu giờ chiều tôi bảo thư ký họ soạn lại để các anh xem lại rồi ký. Rồi nói lại nhé. Thôi bây giờ cũng đến giờ trưa rồi. Thì mời các anh đi ăn cơm trưa cùng chúng tôi. Thì trong lúc ăn thì chúng ta sẽ thảo luận thêm một chút về cái hợp đồng đấy. Rồi có gì đầu giờ chiều tôi bảo thư ký bên tôi họ in ra xong rồi. Nếu mà mọi thứ nó ổn thì chúng ta ký. Thường thì nó sẽ mong là chốt trước giờ ăn. Chốt xong nó mới cho đi ăn.
trừ khi nó muộn quá thôi. Rồi. Quốc Huy nào. Thôi. It's noon time. Cái gì đây? Giờ ăn trưa. Giờ ăn trưa sẽ noon. Wow. Wow là thôi. Chứ mà dùng để mà ngắt mạch câu chuyện. Well, hoặc là anyway. Anyway, dù sao thì it's about lunch time, hoặc it's lunch time already. Lunch time already. Rồi. I wanna invite you to have a meal. No. I would like to invite you to. Nhưng mà dùng từ invite thì cũng được nhá. Would like to invite you to out have a meal for lunch. Đúng không? Hoặc là with us. À, thì đương nhiên là with us rồi. To have a meal with us. Cái gì? Invite you to have a meal with us thì em nó muốn nói như này gì? Được rồi. And we will discuss a little more about the contracts in this meal. Ông thầy lại gạt hết đi thì bảo thầy mất dạy. In that meal dinner. After I will tell the secretary to after meal. Yep. I tell the secretary. Chép lại to write it. Sao lại chép? Thì bên sau là cái gì nữa em quên mất rồi. Đầu giờ chiều thì tôi bảo thư ký nó in ra rồi, nếu mọi thứ nó ok thì bên hai bên cùng ký. And I asked her to print it out and they can sign it together. Sao lại dây là bọn họ thằng Hâm này. We can sign it together. Rồi. So yeah, well, it's lunch time already. I would like to invite you to have a meal with us. Cũng được, to have lunch cũng được chưa? Have lunch. Hoặc là các bạn nói có thể nói là have lunch. Và would like to invite you out for lunch. Rồi, thực ra là nếu mà lịch sự nó sẽ nói như này này. Well, it's lunch time already and I wonder if. Tôi tự hỏi là it's okay for us hoặc là for you to have lunch with us. I wonder if it's okay for you to have lunch with us. Đúng không? Tôi tự hỏi là không biết là liệu cái việc đi ăn thì có ổn không. Rồi and we will discuss a little more about the contract during nha, nó sẽ in cái kia đâu, during lunch. Rồi during lunch, after hoặc là early in the afternoon, đúng không? Không dùng từ thâu nha, đấy là quá khứ rồi nha Huy nha. The afternoon. Early in the afternoon, I will tell, hoặc I will ask my secretary to
print it out, tức là print the contract out á. And everything, and if everything is okay, if everything okay, hoặc everything is okay đều được nhé. If everything okay, we will sign it. Thế thôi. Cần đi đâu? Rồi, ok. Have a discussion. Rồi, tiếp này. Còn tiếp này còn cái vấn đề mà chất lượng hàng hóa ấy mà, thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều cái điều cần nói, nên là tôi nghĩ là chúng ta vẫn phải có một cái cuộc nói chuyện khác. Đối với vấn đề chất lượng hàng hóa mà, thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều điều cần nói, cần xử lý. Tôi nghĩ là chúng ta vẫn cần phải có một cái buổi thảo luận khác. Hà nào, tưởng Hà đi ấy rồi, đi thực tập. Em gần cuối khoảng mười mấy đến 20 tháng 8 nhá. À, thế thì cũng học gần hết khóa mẹ rồi. Nào. This problem quality, about the quality. About the quality, về. About quality. There are a lot of things to discuss. Discuss. There are a lot of things to discuss. There are still, để nói hơn nhé. Tôi nghĩ là I think we are we still or we should we should have more another discussion. Rồi, ok. Chờ. Tiếp này. Ví dụ nhá. Mọi người học từ tiếp theo là từ cancel là gì? Hủy. Thế ví dụ như là mọi người đã bao giờ kiểu đi chơi ấy, mọi người hẹn với người A đi chơi. Ví dụ như anh Bình hẹn với thằng Khánh đi chơi. Thế xong rồi thằng Bình này đẹp trai hơn. Đấy, rủ anh Bình đi ABC Buscuseo. Anh Bình gọi cho thằng Khánh hủy ấy, và thôi tao không đi được nữa thì nọ kia, xong rồi đi với thằng Bình, hai Bình đi với nhau gọi là song Bình. Thì trong tiếng Anh nó có một cái câu là gì cho ở trong tiếng Việt nó gọi như thế là gì, hủy kèo đúng không? Rồi hủy kèo với ai đấy thì nó sẽ gọi là cancel on someone. Cancel on someone. Chưa? Rồi. To cancel on someone. Rồi. Hủy kèo với ai đó nhé. Somebody hồi kèo này thường là ăn chơi thôi, ăn chơi ăn nhậu được chưa? Rồi tiếp này, hôm nọ bạn trai tao nó rủ tao ra ngoài ăn tối. Hôm nọ bạn trai tao nó rủ tao ra ngoài ăn tối. Nhưng thế đéo nào nó lại hủy kèo. Thế đéo nào nó lại hủy kèo. Mày nghĩ là tao có nên chia tay nó không? Chờ.
hôm nọ thằng bạn trai tao nó rủ tao ra ngoài ăn tối, thế nhau nó lại hủy kèo, mày nghĩ là tao có nên chia tay nó không? Rồi bạn thắng nào. Asked me out for dinner the other tối the other night. Rồi ok. But he cancelled on me. Mày nghĩ là ta có nên? Do you think should break up with him? Do you think I should break up with him? Rồi. Tiếp này. Nếu tao là mày. Nếu tao là mày, tao sẽ hủy kèo với bạn trai. Vì mày có một mẹ duy nhất. Nhưng mà chỉ có, vì mà mày chỉ có một mẹ thôi. Thế mới có thể là mẹ bị ốm ấy, được chưa? Nếu tao là mày thì tao sẽ hủy kèo với bạn trai vì là mày chỉ có một người mẹ thôi. Nói thế là hiểu đúng không? Thế nói thế vẫn không hiểu thì no, tao hẹn với anh ấy thì tao phải đi chứ. Mẹ tao lúc nào hấp hối tao quay về sau. Khóc sau, lúc đấy tao mua đồ ngon ngon để thắp hương. Tại sao sống không tốt với nhau mà lại ở Việt Nam rất là áp lực nhá. Ngày bé thì phải nghe lời mẹ cha, đúng không ạ? Bắt đầu là lớn lên một chút thì lấy vợ rồi nghe lời vợ. Già già một tí là phải dạy con rồi nghe theo lời con. Nó bây giờ già rồi đúng không? Nó bảo phải nghe, không bảo mẹ nó chửi cho. Thế chết đi thì lại phải đi phù hộ cho các con các cháu. Rất là mệt đúng không? Rồi cancel. Nào đến ai nhỉ? Thắng rồi đúng không? Dương nào. If I am you. Đồ điên. Không bao giờ. Các bạn xem lại các câu điều kiện ở trong sách ngữ pháp nha. Ghi đi. Xem lại các câu điều kiện ở trong sách ngữ pháp. Bài 97, 98. Câu điều kiện lại 2 không bao giờ có thật ở trong hiện tại. Không bao giờ bạn là nó được. Nên nó phải là if I were you. If I were you. I would cancel. Âm, nó là âm W không phải âm U. I would cancel. Nhìn đéo phải âm G, âm W cơ mà. Would. I would cancel your boyfriend. Địt mẹ cancel your boyfriend là khổ đấy. On. On. Cancel on you. On your boyfriend. Rồi. Because. Because you just. Cause. Có ai because. You only just have one. Only have one mother. Mother. Because you only have one mother. Yeah, yeah. Cancel nó hủy. Rồi. Tiếp. Cái order này. Order là đơn hàng. Cancel the order là gì? Hủy đơn hàng. Rồi. Tiếp. Nếu như bạn muốn hủy đơn hàng mà nếu như bạn muốn hủy đơn hàng, được chưa? Thì bạn phải thông báo trước cho chúng tôi ít nhất là 10 ngày. Nếu bạn muốn hủy đơn hàng thì bạn phải thông báo cho chúng tôi trước ít nhất là 10 ngày. Lan à? If you want cancel. One đi với two. Cancel. Cancel. Cancel your
Z cũng được, Z hoặc Jo đều được. The order. You have to inform us at least 10 days. Inform us hoặc let us know. Đấy là hai, một trong hai câu này cụm này. Let us, you have to let us know at least 10 days. Days. In advance. Rồi. Rồi tiếp này. Bỏ qua thực cancel nhé. Chúng ta biết rồi. The rearrange là gì? Sắp xếp lại. Rồi rearrange. The inventory là sắp xếp lại gì? Hàng trong kho. Rearrange the tables là sắp xếp lại. Cái bàn rearrange a displays. Display là sắp xếp lại không gian trưng bày. Rồi tiếp space là gì? Không gian. Floor space là không gian sàn. Parking space là gì? Không gian chỗ đỗ xe. Office space. Không gian văn phòng. Rồi display space. Không gian trưng bày hàng. Restaurant space. Không gian nhà hàng. Storage space là không gian lưu đồ, không gian kho lưu trữ. Meeting space, không gian học hành. Luggage space là chỗ để hành lý. Occupy too much space. Mọi người ghi cái cụm này vào. Occupy too much space. Occupy là chiếm đóng, tức là chiếm quá nhiều không gian. Đây. Rồi. Tiếp này. Vice President là gì ạ? Phó. Phó chủ tịch. Được chưa? Rồi, sau khi thăm nhà máy hôm qua. Sau khi thăm nhà máy hôm qua thì phó chủ tịch nói rằng là cái những cái pallet ấy thì nó chiếm quá nhiều không gian. Và ông ấy không hài lòng về nó. Về cái vấn đề đấy ấy. Ông ấy không hài lòng về vấn đề đấy. Tôi nghĩ là chúng ta nên xử lý nó càng sớm càng tốt. Rồi. Sau khi mà thăm nhà máy hôm qua thì phó chủ tịch nói là cái lìn gì nhỉ? Pallet chiếm quá nhiều không gian. Có bạn nào không biết cái pallet là cái gì không? Chẳng nhẽ mình lại sang bên kia mình mua lấy cái pallet của mình mới mua về. Đã, em mua Sài Gòn. Thật má. Và em đã đặt tận Sài Gòn về. Lắp được không? À không, ý là nó 4 tấm pallet. Thì em ấy xong rồi em giả đẹp nó nằm ấy. Nó đỡ. Cái đấy cái gì thầy? Đúng là dân IT đúng không? Em thấy mọi người đọc là pallet. Đây, pallet hay pallet thì tùy, được chưa? Nhưng trong tiếng Anh nó đọc là pallet. Pallet là cái kệ này này xong rồi. Bao tiền một đấy. Giá mà lấy cái lồn mẹ mày. Giá lấy nó chặt cuột tay. Gỗ hay nhựa? Bằng gỗ hay bằng nhựa? Không. Không phải, nhưng mà ví dụ anh lấy làm gì? Ví dụ như là cái tiền trở lên đây thì khoảng tầm 200. Thuê trở đấy. Thế mà em ghê ghê ấy, cái hàng mà đồ người ta vứt đi. Không, cái pallet mua cũng khá là cứng cáp ấy. Hai vợ chồng lăn lộn trên đấy mà chưa thấy gãy. Á dạ.
đây cái salad này thường có cái forklift, là cái salad salad mọi người ghi luôn cái forklift này. Xe nâng không phải lifter mà lift thôi nhá. Fork là cái dĩa, cái đĩa ấy, cho nó sọt vào như này, nó nâng bạn lên. Đấy là xe nâng. Rồi sọt lên luôn. Thì cái đấy gọi là cái pallet. Cái mà nó thọt vào đấy gọi là cái pallet. Thằng Dương không biết là đúng rồi, có pallet đâu mà biết được. Công ty em cũng có mấy cái giá giá kiểu đấy, em giờ biết tên gọi. Thế ở nhà mày vợ mày không không ấy à? Không dùng, mày vợ chồng mày không dùng cái đấy à? Dắt giường á thầy. Dắt giường cái gì, không chơi trò pallet với lại xe nâng à? Không, là ăn thế. À, thầy đẻo. Có phải không, nó có hai cái xỉa này, nó xỉa vào xong nó nâng lên không? Yeah. Trong đó cái từ fork là cái nĩa, lift là nâng, forklift là xe nâng. Rồi, dạy những cái này đến sau này còn biết. Và công ty lại không biết pallets là cái gì. Cái kéo kéo đấy gì anh? Em biết rồi, em biết rồi. Nó khác nhau đấy, nó tên nó khác đấy, em quên mất rồi. Ngày xưa thì bên bên công ty cũng có dùng cái đấy, nó không gọi là forklift đâu, nó gọi là cái gì vậy? Bởi vì cái fork nó là cái nĩa mà. Thì nó sọt. Em biết rồi, thế nhưng mà nó không gọi là cái đấy. Em quên mất rồi. Em nhớ không nhầm thì nó không gọi cái đấy đâu, nó gọi là cái gì ấy. Em biết cái hai cái kia có hai dĩa đấy rồi. Nhìn kéo phèn ỉa ra. Cái bọn làm bên gì nhỉ? Đâu, assembly. Assembly của công ty Canon. Cái không phải công ty này, không phải Samsung. Thì thực ra là kéo cũng được, nhưng ý là kỹ sư đúng không? Kỹ sư vào gọi là hà bên AC. Bên kia gọi là bên AC, nghe ra ngoài như assembly là bên bên assembly, kỳ tình là toàn bọn đi khuôn hàng, chở hàng, kéo hàng. Gọi là bọn đẻo nhất của Canon rồi. Cười vậy. Rồi, the pallets now. Cái này thì chắc phải cho anh Bình dịch đi, vì anh Bình quen đội kia nó có biết không? After visiting the hoặc em sửa một chút này, visiting the factory hoặc là mọi người sẽ là the factory's tour. Anh có biết từ tour đi vòng ấy. Tour có nghĩa là gì? Nếu mà anh nói từ tour nhá thì là đi một vòng luôn, người ta nghe người ta thì hiểu ngay. Còn visiting thì nó có thể là ở chỉ đi vào một tí thôi, ghé qua, tạt qua thôi. After touring the factory yesterday. Rồi, nghĩa nó sẽ khác nhau một chút. The he was not satisfied cũng được, hoặc là happy about. Nếu mà satisfied thì chúng ta dùng từ with làm với, còn happy about it nó hay nói như thế này. Rồi có nghĩa là chúng ta think we should do something about it, làm cái gì đó, xử lý nó thì làm cái gì đó. I think we should. Hoặc là nếu anh nói I think we should handle it, thì nghe người ta vẫn hiểu nhưng nó không dùng đúng lắm trong ngữ cảnh này. Ví dụ là chúng tôi có thể xử lý vấn đề đấy được mà, được chưa? Nhưng chúng ta nên xử lý cái nào đấy? Bẵng đi dịch Covid các thứ ấy. Tự dưng hôm kia anh lại hỏi là thứ 6 có đi phiên dịch thì em sao, là em còn phiên dịch không?
Có chứ anh, em đói lắm. Tích tiền thôi, tích tiền để mà sau còn nuôi con, chết. Nó dọa rồi đến đây, sợ vãi đái là quần. Được chưa? Tiếp này. The vice president will be here soon là gì? Phó chủ tịch đến đây sớm. À, phó chủ tịch sẽ ghé qua đây sớm đúng không? Rồi. Tiếp. On vacation là gì? Đi nghỉ rồi. Tiếp này, ông chủ tịch thì đang đi nghỉ dưỡng. Ông chủ tịch. Ông chủ tịch thì đang đi nghỉ dưỡng, thế nên là ông phó chủ tịch đang tạm thời phụ trách văn phòng, phụ trách công ty đi. Ông chủ tịch thì đang đi nghỉ dưỡng, thế nên là ông phó chủ tịch đang tạm thời phụ trách công ty. Rồi, nếu như mà anh có vấn đề gì thì anh có thể tìm ông ấy ở trên tầng 2. Thường thì văn phòng của chủ tịch và phó chủ tịch sẽ ở trên tầng 2. Nó không cao quá cũng không thấp quá. Ai cho xuống tầng 1 tưởng nhà ăn thì chết mẹ. Lên tầng 5 sợ các ông leo ông trượt chân ấy. Đi thang máy thầy. Hả? Đi thang máy. Không thích bởi vì là có đéo có thang máy chẳng hạn thế. Tầng 2 thôi, thường nó để tầng 2. Đấy là theo mình biết, còn không biết là mọi người kinh nghiệm mọi người như nào. Chỗ em chủ tịch ngồi tầng 6 luôn. Sao thế ạ? Chót ở nhà luôn, cao nhất. Công ty gì? TNG đấy. Mẹ TNG, công ty gia đình nó đéo. Samsung thì cũng thế. Samsung ở chỗ SVMC của em càng càng cao là chức hình nghiệm càng to. Yeah. Wow. Sao mình phải ở nhà chung cư tầm cao cao lên ấy. Càng cao chức càng to. Thật ra là nói tại sao mình lại nói là ở trên tầng 2, bởi vì là như ngày xưa công ty mình ấy thì cái nhà văn phòng nó có 3 tầng. Còn công ty đối tác các thứ thì nhà có 2 tầng thôi. Nhưng nó rộng to vãi cả đấy, là nhìn đẹp vãi, khuôn viên của nó hoa hết, cây cảnh hòn non bộ. Ê, mẹ chim huông kêu rú âm trời lên, mẹ nhìn vào nó thấy phê, thấy thích rồi. Khiếp, công ty mình chả có cái mẹ gì, có mấy cái cây cầu. Chả đi á. Rồi. Ồ, đã hết giờ rồi á? Ôi giời ơi. Còn 1 phút. Thế thì mình đưa đáp án luôn của câu này nhá. Mà thôi cho đứa nào nó dịch đi, lười quá. Dương Trần đi. The president is going on vacation. Is on, không có going. Is on vacation. Vacation, so, đọc là vacation. So the vacation. Vice. So the vice president. 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 Is in charge. Is for now là tạm thời nhé. Is in charge for now. For now. If you have any problem, you can find him on the second floor. Rồi nghỉ. Yep. If you have any problem, nếu bạn có vấn đề gì, you can find him. Hoặc là you can go to his office on the